lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Đó là tất cả những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được vào giờ tan học tại một trường học trên địa bàn. Thực trạng đó đang báo động về xu hướng giao thông kém an toàn ở lứa tuổi học sinh, đặt ra nhiều mối lo ngại cho gia đình, nhà trường và xã hội. Tại Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ và Nghị định số 123 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng khi vi phạm các hành vi chở theo từ 3 người trở lên trên xe, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường, điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Chế tài xử phạt mặc dù đã rất nghiêm khắc, tuy nhiên thực trạng vi phạm ở lứa tuổi học sinh vẫn tiếp diễn và có xu hướng ngày một gia tăng. Thực trạng đó xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Về phía gia đình, còn thiếu sự quan tâm, giáo dục đối với con em mình, nhiều lúc chiều chuộng, mua sắm phương tiện không phù hợp với lứa tuổi. Về phía nhà trường, công tác giáo dục, kỷ luật còn chưa thường xuyên và nghiêm minh, vẫn có tình trạng chấm trước, chạy theo thành tích nên chưa có tính răn đe, giáo dục đối với học sinh. Các em học sinh là lứa tuổi thanh thiếu niên, có sự nổi loạn của tuổi trẻ, đôi lúc thích thể hiện và háo thắng. Một phần chưa nhận thức được hành vi nguy hiểm của bản thân gây ra cho xã hội. Chúng ta thấy rằng, dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào, thì hậu quả mà tai nạn giao thông gây ra là rất thảm khốc và nặng nề. Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở lứa tuổi học sinh. Mới đây nhất là vụ tai nạn thương tâm tại Hà Giang làm 6 người thương vong. Chúng ta đều không khỏi xót xa, bàng hoàng trước cảnh người mẹ gục ngã bên thi thể con, không có nổi tiền mua cho con một chiếc quan tài vì quá khó khăn. Tất cả chỉ nằm vòn vẹn trong từ giá như. Giá như tôi quản lý con mình tốt hơn, giá như tôi không cho con đi xe máy, và giá như hôm đó. Trước thực trạng đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông để làm thay đổi thái độ, hành vi tự giác chấp hành của các em học sinh khi tham gia giao thông đến trường cũng như trong cuộc sống hàng ngày luôn được xem là mục tiêu quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Quảng Trạch đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kịp thời điều chỉnh hành vi tham gia giao thông ở lứa tuổi học sinh, đảm bảo an ninh, an toàn cho các em. Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện đã triển khai hơn 20 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại hơn 20 điểm trường trên địa bàn toàn huyện, tổ chức hơn 10 lượt kiểm tra chuyên đề tại các khu vực giao thông xung quanh trường học, xử lý vi phạm hàng chục trường hợp là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Đối với bản thân em là một học sinh thì em phải chấp hành đúng an toàn giao thông, đi xe thì phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phân đường của mình, không lạng lách đánh võng. Và em có thể tuyên truyền với gia đình và mọi người là phải chấp hành tốt an toàn giao thông. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà trường và lực lượng chức năng, mà cần hơn nữa sự quan tâm, giáo dục của các bậc phụ huynh. Các bậc cha mẹ luôn sát sao đến con em mình, thường xuyên nêu gương và nhắc nhở, trang bị cho các em những kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng và tương lai cho con em mình. Hiện nay, xã hội đang không ngừng phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều phương tiện giao thông. Nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Điều cần nhất là chúng ta cần có sự chung tay để cùng nhau xây dựng tương lai an toàn cho các em. Cần có sự vào cuộc đồng loạt của gia đình, nhà trường, xã hội và đặc biệt là sự thẩm thấu trong nhận thức của các em học sinh. An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.